chị này. Ở ngoài Phan Rang thì vào đây thăm dì Ba và mua cua thưởng thức ngay tại chỗ luôn. Cháu nào cũng phải vô câu bằng được. Cua ở đâu vô? Ở bầy Phan Rang Ninh Thuận. Wow, cô dễ thương quá. Đó mà thấy bức xúc có vô đây. Thấy bức xúc quá trời luôn. Mình là kể mà ngay biết bao nhiêu cô thủy này, bao nhiêu thanh niên ấy, quay chị Ba, ủng hộ chị Ba, mừng ghê luôn á. Xong rồi coi lại cái clip sau là ổng trốn bắt xe, có cái thanh niên xe mô tô gì á, tao nói sao khổ mừng ghê luôn. Bữa nay là phải đi vô thăm chị Ba. Nhưng mà chị á, ở quầy Phan Rang gì cũng có cua, nhưng mà vô đây mua một cua gạch ăn tại đây thưởng thức là thăm chị Ba luôn. Con đi xe đò vào hả cô? Đi xe đò vào, đi hàng tới. Giờ lên đây ủng hộ cô hả? Của con nè hả? À, rồi cô hai thì cũng lớn tuổi rồi, ở nhà giữ tới giữ đồ rồi vậy, xong giờ rảnh rồi đi. Dì Ba bán đất gì con mừng. Chúc dì Ba khỉ hoài, bán hoài. Con ở Phan Rang gió vậy ba? Dạ, chúc cho dì Ba cho con đứng bên dì Ba chụp tấm hình kỷ niệm. Đứng ngay này chú. Rồi, vào lên đi cân đi. Xong. Lấy một cái hộp ra chị Ba. Lấy một cái ra. Lớn tuổi mà bán gì vậy là cô mừng. Mừng là cô về chị Ba ở có một thân một mình. Chị Ba không có ai. Cô hai muốn là cộng đồng mạng á là ủng hộ cho chị Ba. Hoài thôi là cô hai mừng. Dạ, hàng đêm á cô hai mở clip lên cô hai coi. Ngày nào không coi gì ba? Ngày nào không coi hết á, coi mới tới 12 giờ đêm luôn. Còn coi tới 12 giờ đêm luôn. Rồi cái tình trạng mà cô thấy gì ba bán vậy cô thúi rồi có không? Không bao giờ có. Nói chung á nha, là cái cua Cà Mau này là ví dụ, nhưng mà trời mà tới trời cua nó rất ngon mà nó hơi sáng tăng, mình nó chỉ ướp một hai con thì công nhận là có. Ướp thôi, ướp một hai con thôi chứ không phải là thúi hay là hôi, là cái đó không bao giờ có, nhất định không bao giờ có. Cô thấy cái vụ Hoàng bán cạnh tranh thì cô thấy sao? Thấy bức xúc, thấy bữa đêm đó hả, cô hai thấy mở lên coi mà thấy ông Hoàng cầm cái tấm bảng mua, nói mua một tặng hai, mua hai tặng một, mua hai tặng một không? Tức ghê luôn á, mà xa quá không có biết nói làm sao, có biết gì đâu nói gì đó, nó để trong tới đây nói trong. Để ông đứng mà mình bức xúc, mình là một chủ vựa cua, là một người là thanh niên khỏe mạnh, mình là chủ nhà hàng nó đi rảnh canh với lại cái người già, thấy tội nghiệp. Đã biết bao nhiêu thanh niên ủng hộ cho dì Ba thì cô rất mừng. Rất mừng về là các cháu ủng hộ cho dì Ba thì mừng ghê lắm. Còn hai con nghe nói dưới Phan Rang nhiều cua lắm mà đúng không? Phan Rang nhiều cua lắm. Rồi sao cô lên đây chọn mua cua dì Ba? Là mới dì Ba vô đi thăm dì Ba, mua ủng hộ luôn. Cô mua cho dì Ba là tuy là không nhiều, nhưng một con cũng như là một cái tình tấm lòng nhiệt tình cho dì Ba. Dạ cô vô mua xong rồi cô về hả? Về 5 giờ lên xe lại. Thằng Rang luôn, vô tới đây mua cua. Mình vô mệt mà gặp được dì Ba cảm giác mình sao con? Cảm giác gặp dì Ba mà đập gì mừng ghê, vui hết mặt luôn. Vậy đó thì em thương chăm sóc luôn. Vậy nhà chị gần biển không? Nhà tại thành phố Phan Rang Tháp Tràm Ninh Thuận. Đây là phải là 4-5 tiếng. Coi từng clip luôn, từng clip của ông già 86 tuổi á. Coi 12 giờ mới ngủ rồi. Coi vậy ba đập cái tay cưng cưng ghê chưa. Con chúc dì Ba mua may bán đất, dì Ba khỉ hoài bán đất như vậy con mừng lắm. Con chỉ vô lần này con thăm dì Ba thôi. Cảm ơn nha. Dạ, con chúc dì Ba khỉ nha. Dạ. Rồi con cảm ơn dì Ba, con táo bán con ăn con cua này. Cua rất ngon. Béo mà thơm đúng không? Phan Rang có so sánh cua của dì Ba với cua Phan Rang thì có nói là cua của dì Ba là ngon gấp nhiều lần cua ở ngoài Phan Rang. Mà muối tiêu dì Ba cũng ngon hả? Muối tiêu hả? Muối tiêu cũng ngon luôn. Rồi chúc dì ngon miệng nha. Rồi, dì cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Đây dì Ba ơi, đặt giùm con một con cua gạch.